Hey, xin chào tất cả mọi người, xin chào tất cả anh chị em nha. Bữa nay mình đi thăm rẫy mọi người. Dự tính của mình bữa nay là tính đi đặt bãi sóc nha mọi người. Bữa nay thì mình đi thăm rẫy cái gần nhà thôi mọi người. Phía bên này thì cỏ mình phát sạch hết rồi, còn bên này còn một ít thôi. Đây. Cỏ nó hơi cao một chút nha mọi người. Ui, cái gì đấy? Cái đường của nó nè. Đấy. Đường con chuột mọi người, đây nè. Mới luôn. Này. Mình đi theo thử coi nó. Coi đường nó theo thử. Cái này mới luôn nè. Đây. Cái này phía bên này phía bên này giống như nó lốp lại rồi mọi người. Còn mới luôn. Phía bên này thì đây. Đấy. Rồi, giờ mình sẽ đi về, mình chuẩn bị làm cái bẫy chuột trước nha mọi người. Rồi cái bữa sau thì mình sẽ đi đặt bẫy sóc nha. Để làm cái bẫy này thì cũng đơn giản thôi nha mọi người. Chỉ cần một cái chai nhựa như thế này, một cọng dây kẽm thì sắt như thế này mọi người, rồi dây cao su, cái này từ lá cao su mình cắt ra mọi người, do nó bị đứt rồi mình cắt ra. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm. Giờ mình sẽ hơi nóng cái này nha mọi người, dốt quá. Cái này chúng ta sẽ đo khoảng cách, chúng ta sẽ lấy cái dây này đi, chúng ta đo đi ha, mình đo cho nó thẳng nha mọi người. Đây, cái này ha, sao số bao nhiêu người. Chúng ta sẽ tiếp tục quấn cái dây kẽm này để cho nó là có hình tròn cái khuyên cái này một đúng một vòng thôi được rồi. Là xong nha. Thế bên này mình cũng làm y như thế này luôn nha, mình cũng làm dây kẽm y như vậy luôn, mình chỉ cắt thêm nữa chưa cái đủ, làm thêm một vòng nữa. Rồi xong nha mọi người. Giờ mình sẽ cột cái dây thun này lại nha. Mình cột cái này dây này. Cái này cột ra này ha.
Này, cắt đây, nó đơn giản vậy thôi. Mình cắt làm sao mình cắt làm sao mà cho nó bằng nha mọi người. Giờ mình sẽ đánh dấu trước nè, mình đánh dấu trước để cho nó bằng nè. Cái này có thể là cắt ở đây. Này cắt ở đây nha mọi người. Cái chai này có sẵn cái đường người ta làm mọi người nè. Đây. Giờ mình sẽ cắt bên này trước nha. Mình cắt từ đầu bên này cho mọi người, cắt qua bên kia. Được. Rồi. Nếu mà nó mở được nhà được rồi mọi người. Mình không cần phải cắt nữa. Này được nha. Cái lỗ này là do mình châm mình bút nó mình khoét méo rồi nên mình làm lại này không sao. Tiếp tục là cắt cái này mình cho nó vuông đây nha. Giờ mình sẽ cột lại cái này mọi người, giờ cái xuống đây mình sẽ cột lại. Cột đơn giản thôi nha, đơn giản thôi, đừng có làm phức tạp quá. Rồi mọi người, mình tút hết cái lỗ trên này. Lỗ này hơi to nha, tại vì mình sẽ xỏ cái cây này vuông. Thế mình sẽ căn cứ cái này. Cái này. Cái này. Và là xong một cái bài này mọi người, rất là đơn giản và chi tiết nha mọi người. Đây nè. Giờ mình sẽ gài cho mọi người xem nha. Cái móc này là mình để mồi cho con chuột nó thấy mồi nó ăn nó vô nó ăn nha mọi người. Giờ mình sẽ gài cho mọi người xem nha. Giờ mình sẽ gài, tiếp tục gài đây. Mở nó ra. Chúng ta xổ cái cây này vuông nha mọi người. Rồi. Rồi chúng ta sẽ móc vô cái cây này. Như vậy là hoàn thành một cái bẫy rồi nha mọi người. Mình cứ tưởng tượng đi ha. Ví dụ đây là con chuột đi. Chuột bạch đi ha. Sẽ kiếm ăn nha mọi người. Buổi tối nó sẽ đi kiếm, nó thấy cái mùi mồi mình bỏ trong này. Nó sẽ đi đi đi. Nếu nó vô đây này, thường thường là con chuột nó sẽ kéo mồi đi nha, chứ nó không có đẩy vô trong, nó sẽ đi này đấy. Và con chuột sẽ mắc kẹt ở đây, tại vì cái dây cao su này mình làm rất là chắc nha mọi người, con chuột chắc không có thể nào mà mở ra được nữa đâu. Vậy là mình đã hoàn thành một cái bẫy rồi nha mọi người. Chiều nay thì mình sẽ đi đặt thử coi, sáng mai mình đi thăm coi có dính không nha mọi người. Mọi người chú ý, mọi người nếu mà đi đặt bẫy chuột của mình phải đặt như thế này nha mọi người. Mình sẽ tạo một cái con đường riêng cho nó nha, con đường riêng để mà con đường mới để cho nó đi qua bên này nha. Mình không nên đặt theo chiều dọc, đặt theo chiều đường của nó như vậy nha, thì như vậy thì sẽ làm cản trở đường nó đi không người. Cho nên là mình sẽ đặt vuông bên trong này. Giờ mình sẽ cắm cái này xuống nha. Giờ mình sẽ cắm đũa này xuống. Đây, bây giờ là nó rất là chắc mọi người, nó sẽ không có lắc nữa nha. Bây giờ mình sẽ kéo cái này lên. Ok. Ok. Vậy là xong nha mọi người. Rồi mình hẹn sáng mai đi thăm bãi này cùng mình nha mọi người. Bây giờ mình sẽ đi về nha. Sáng mai mình sẽ đi thăm. Bây giờ cũng là 6 giờ sáng rồi nha mọi người. Mặt trời cũng sắp lên rồi nha. Giờ mình sẽ đi tham thử cái bẫy hôm qua mình đặt coi có dính không nha mọi người. Tối hôm qua mình đọc bằng khoai lang nha mọi người. Rồi rồi rồi. Dính rồi, dính rồi. Dính rồi nha. Rồi. Bao dữ vậy. Ui còn sống luôn. Còn sống luôn mọi người.
Đây nè. Hai mình sẽ lấy ra cho mọi người xem nha. Ôi tôi đi. Này mọi người, đầy cái chai luôn. Này. Trời, đuôi nó to quá trời luôn này. Còn sống nha. Này. Này. Ok nha mọi người. Hôm qua mình đặt khoai lang bên này, bởi vì khoai lang không thấy nữa, hết sạch luôn rồi. Và dính một con khủng luôn. Hàng khủng nha mọi người. Vậy là rất hơi quả nha mọi người. Mình cảm ơn mọi người đã xem video của mình nha. Vậy là mình làm cái bãi này mình tưởng là làm mà nó không bị dính nha mọi người. Nhưng mà công nhận nó cũng dính thiệt. Cái này nó vừa vừa một cái chai luôn. Thành ra là chuột nó không có động đậy được nha mọi người. Nó còn sống nha. Đây này. Đấy. Chuột cũng sống luôn nha. Rồi mình cảm ơn mọi người đã xem video của mình nha. Hẹn gặp mọi người ở video lần sau nha mọi người. Chào tạm biệt mọi người nha. Thôi thì bây giờ mình thả nó đi nha mọi người. Mình chỉ làm bài hướng dẫn chia sẻ cho mọi người thôi. Còn chuột thì mình không có ăn đâu, mình không có giết nó đâu. Tại vì nó cũng sống nha mọi người. Với lại một phần thì mình chuột thì mình không có thích ăn mấy. Giờ thì mình sẽ thả nó đi nha mọi người. Chỗ này là chỗ mà nó hay kiếm khoai lang á. Này, giờ mình sẽ thả nó đi nha. Giờ mình gỡ cái dây này ra luôn đi. Ôi, nó theo con đường mòn của nó luôn. Nó chạy xuống dưới kia, nó theo đường mòn của nó luôn mọi người.